Lý Hùng và Diễm Hương đã từng yêu nhau. Lý Hùng lần đầu tiết lộ tình cảm thật sự với Diễm Hương. Lý Hùng sinh năm 1969 tại Vĩnh Long. Anh từng nổi danh trong giới diễn viên điện ảnh Việt Nam thập niên 90 với những bộ phim như Phạm Công Cúc Hoa, Tây Sơn Hào Kiệt, Người Không Mang Họ, Đô La Trắng và tham gia đóng trong một số phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông như Kế Hoạch 99 Hồng Hải Tặc, Cảnh Sát Đặc Khu. Diễm Hương sinh năm 1970, nổi danh trong giai đoạn 1990-2000. Chị được yêu mến với các vai diễn như Nước Mắt Học Trò, Phạm Công Cúc Hoa, Sơn Tinh Thị Tinh, Vòng Vây Tội Lỗi. Tên tuổi Diễm Hương gắn liền với nhiều nam diễn viên nổi tiếng, nhưng để lại ấn tượng nhất là Lý Hùng. Bởi sau bộ phim Phạm Công Cúc Hoa, Lý Hùng, Diễm Hương chiếm được tình cảm rất nhiều khán giả và được coi là cặp tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh Việt khi ấy. Thậm chí rất nhiều khán giả nghĩ rằng ngoài đời họ cũng là một cặp đôi thật sự. Hiện tại, trong khi Lý Hùng vẫn chưa lập gia đình, thì Diễm Hương đã dừng đóng phim và định cư ở Malaysia với chồng ngoại quốc. Trong quá khứ, Lý Hùng đã từng cảm nắng Diễm Hương. Lý Hùng khẳng định, thực sự mỗi khi đi diễn ở đâu, mọi người cũng đều hỏi tại sao tôi không dắt vợ theo. Khi tôi nói mình chưa vợ thì họ bảo tôi giấu vợ ở nhà, vì Diễm Hương là vợ tôi chứ ai mà giấu, khi nào cũng thấy hai đứa trên phim. Đến bây giờ tôi mới nhớ là khi đóng chung trong phim Lục Vân Tiên, có cảnh hai người hôn nhau thắm thiết, thì Diễm Hương đẩy tôi ra và nói, ông này hôn lâu, chịu không buông. Ngày xưa hai đứa nổi tiếng dữ lắm, nhưng cũng vì sự nổi tiếng đó mà hai đứa có một rào cản rất lớn, rồi tình cảm dần xa cách khi Diễm Hương không còn đóng phim nữa. Hiện tại Diễm Hương đã theo chồng sang Malaysia và định cư dừng luôn việc đóng phim. Đã lâu rồi tôi không gặp lại cô ấy, vẫn mong muốn có thể cùng Diễm Hương đóng chung một bộ phim để thỏa lòng thương yêu của khán giả. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay, xin hãy nhấn nút subscribe and like và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những kết quả, những tin tức mới nhất, hot nhất đến từ Tin Hot 24 giờ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.